Mến chào cả nhà yêu, hôm nay là anh Phường nhà anh chị Quang Tiếp. Đây ạ, đây là anh Xuân Xoan ạ. Còn đây là cháu trai rất đẹp trai. Cháu đang tìm vợ ạ. Nếu mà ai có yêu thương cháu thì cứ coi như là qua cầu nối của Nguyễn Minh ạ. Đây là anh chủ ạ. Anh chủ Quang chiều chồng chị Giang đấy ạ. Quang Tiếp. Anh Quang Tiếp ạ, chồng chị Giang ạ. Chồng chị Trần Trà Giang ở trong câu lạc bộ ấy ạ, cả nhà yêu ạ. Còn đây là bác chủ nhiệm câu lạc bộ tình yêu cuộc sống và cũng là trưởng phường nữa, bác là Tùng Vĩnh ạ. Còn đây là anh rể, nhưng mà anh đầu bạc này thì câu lạc bộ mình ai cũng biết nè. Còn đây là anh trai nhà này là anh họ này. Đây là anh hát Gia Lăng mà bây giờ lại còn đang tí tỏa muốn tìm bà nữa. Đúng rồi. Công nhận anh của mình công nhận đẹp trai mà lại có tài. Đây thì bà nữa, bà làm cái nhu cầu phục vụ hết.